Doãn Hải My liên tục nhận vàng từ mẹ chồng. Bố mẹ Đoàn Văn Hậu trao tặng cho con dâu và con trai vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn vàng trong đám cưới chiều tối ngày 11 tháng 11 tại Thái Bình. Sau phần chào hỏi quan viên hai họ, các bánh cưới và uống rượu mừng, Văn Hậu và Hải My được bố mẹ trao những món quà hồi môn. Phần quà đầu tiên được ông Đoàn Quốc Thắng và bà Vũ Thị Nụ, bố mẹ Đoàn Văn Hậu, đưa ra một chiếc kiềng vàng. Mẹ Văn Hậu đeo kiềng vàng cho con dâu trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các khách mời, họ hàng đôi bên. Tiếp đó, bố mẹ chú rể lấy ra một cặp nhẫn vàng để đeo cho con dâu và con trai. Bố mẹ Văn Hậu từng trải qua nhiều khó khăn, vất vả với nghề làm nông. Nhờ những thành công trong sự nghiệp bóng đá, Văn Hậu có điều kiện tốt để báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh chị em trong nhà. Doãn Hải My nhận dây chuyền vàng từ mẹ chồng. Bố mẹ Văn Hậu rất tự hào khi có con trai là cầu thủ nổi tiếng, con dâu là tiểu thư xinh đẹp Hà Nội. Mẹ Văn Hậu sau đó tiếp tục lấy ra một chiếc lắc tay vàng để đeo cho con dâu. Hậu vệ CAHN từng tiết lộ gia đình anh rất quý Hải My, nhận xét cô là người hiền lành, ngoan ngoãn. Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận thêm một đôi bông tai vàng từ mẹ chồng. Do đang đeo bông tai cưới, Hải My chỉ có thể cầm tay món quà của bố mẹ chồng. Văn Hậu cùng bà xã cười tít mắt sau khi liên tục nhận vàng. Vợ chồng Văn Hậu cũng được anh trai và chị dâu, mỗi người tặng một nhẫn vàng. Cô dâu, chú rể chụp ảnh cùng gia đình nhà trai sau màn trao quà. Văn Hậu cùng Hải My và bố mẹ hai bên nâng ly trong sự chúc mừng của các khách mời, bà con họ hàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.